chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ Tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Phương Thảo và chú Tất Tiến cũng gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình Điểm tin cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNA-TV 57.3, 16.10 và 26.9. Gửi lời chào đến chú Tất Tiến. Chào ông Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, tin Ukraine hôm nay có một diễn tiến mới. Tức là bên Thượng viện là đầu tiên và có sự đồng thuận của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ là để làm một cái yêu cầu ông đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đề nghị với Liên Hợp Quốc là loại bỏ tên Russia, tên Nga ra khỏi danh sách cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tại vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng khi mà Nga mà còn ở trong cái Ủy ban đó. Tức là Nga ngang ngược chống lại tất cả quy định của Ủy ban này, gọi là Ủy ban Nhân quyền mà lại đi vi phạm nhân quyền cách trầm trọng như thế, thì không thể lại chấp nhận cho được ở trong cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc được. Do đó thì cả hai đảng hôm nay đã đề nghị là removal, tức là lấy tên ra khỏi cái Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, cái điều là rất hợp lý, hy vọng rằng là các quốc gia khác cũng đồng ý cái vấn đề này, vì rõ ràng bây giờ mà Putin đang nhắm cả vào dân thường và các trường học, nhà thương và vừa rồi nhà hát làm chết 300 người ở trong cái nhà hát. Đây không phải là một sự vô tình mà vì bây giờ kỹ thuật rất là cao, người ta có thể nhắm bắn một điểm nào rất là chính xác ở trong phạm vi, nghĩa là 100m vẫn trúng, thưa quý vị, chứ không phải là tới một cái số như hồi xưa đâu, là 100m vẫn trúng chính xác. Thế mà bây giờ lại còn bắn cả vào trường học mà vẫn ở trong cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì đó là một điều rất là quái dị và không thể là chấp nhận được, thưa quý vị. Dạ, và kính thưa quý vị, chúng tôi cập nhật một cái bản tin tiếp theo cho thấy rằng là cái vòng đàm phán mới vừa diễn ra vào ngày hôm qua là ngày 29 tháng 3 giữa Nga và Ukraine tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì theo như là lời của Tổng thống Zelensky sau cái buổi đàm phán, ông có một cái bài phát biểu rất là khá buồn vào giữa đêm. Thì ông nói rằng là đây là một trong những cái tín hiệu mà chúng tôi cũng đã nhận được từ những cái cuộc thảo luận với lại Nga và có chiều hướng là tích cực, nhưng mà chúng tôi cũng không có thể nào mà không có lo lắng vì coi như là tiếng đạn pháo vẫn đang nổ lên liên tục. Thì chúng ta thấy rằng là sau rất là nhiều vòng đàm phán trong vòng hơn một tháng vừa qua, thì cái cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã có một cái tí hy vọng về vẫn cái vấn đề mà sẽ có thoát khỏi cái vấn đề mà giao tranh giữa Nga với lại Ukraine. Và khi đó thì Moscow cũng đã lên tiếng nói rằng là sẽ giảm mạnh về các hoạt động quân sự tại miền Bắc cũng như là xung quanh thủ đô Kyiv. Trong khi đó thì Ukraine cũng đã nêu cái điều kiện để thỏa thuận về cái vấn đề trạng thái trung lập. Nhưng mà theo lời của Tổng thống Zelensky, ông cho biết rằng là bất chấp những cái lời tuyên bố trên của Nga rằng là tình hình vẫn chưa có trở nên dễ dàng hơn đối với ông, khi mà quân đội Nga vẫn có khả năng và tiếp tục vào những cái điểm tấn công này, và chúng tôi cũng sẽ không có nới lỏng cái nỗ lực phòng thủ này. Thì chúng ta cũng quay ngược lại một tí xíu trước cái ngày mà 24 tháng 2 khi mà Nga đưa quân qua xâm lăng Ukraine, thì hầu hết tất cả những nước trên toàn thế giới đều lên tiếng khẳng định rằng là coi như là Nga đã nói là không có xâm lăng, nhưng chỉ có riêng tình báo Hoa Kỳ vẫn luôn luôn lên tiếng khẳng định rằng là là trong cái thời điểm này chắc chắn là Nga sẽ có một cái sự xâm lăng đối với Ukraine. Thì đúng y như rằng là cái sự việc nó cũng đã diễn tiến giống như vậy. Thì hiện tại thì những cái giới chức tình báo của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng nói rằng là ông Zelensky cũng như đất nước Ukraine nên cẩn thận với cái lời hứa của Nga trong cái thời điểm này. Trong khi trước đó thì ông Putin cũng đã có những cái lời nói như vậy nhưng mà đã không có thực hiện. Thì liệu rằng khi mà cái vấn đề ông nói rằng là sẽ giảm thiểu được cái sự giao tranh, ông dùng như vậy, thì có hiệu quả hay không? Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi để cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo tin Phương Thảo vừa mới thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà Nga có vẻ hòa hoãn trong cái vấn đề mà hội nghị giữa hai bên. Và Nga cũng đã rút một ít quân ra khỏi phạm vi của Kiev. Nhưng mà theo ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, ông cho biết rằng là vẫn còn có cái tiềm năng là Nga tiếp tục tấn công. Đây chỉ là một cái sự gọi là điều động quân lính mà thôi, chứ không phải là cái sự rút luôn quân lính ở sáng mặt sau. Thì chính CIA cũng tuyên bố như vậy. Thực CIA cũng vẫn là lo ngại rằng đây chỉ là một cái movement, một cái chuyển động thôi. Có thể là chuyển động đổi cái này sang cái khác, là thằng trên đứng dưới đến sau chẳng hạn như vậy, chứ không phải là rút lui toàn bộ cái quân ở phía đằng sau để cách và tạo theo khoảng cách giữa Kiev và cái quân xâm lăng, thưa quý vị. Thành ra ông Zelensky vừa cho một cái bản tuyên bố rất là dài dòng mà nói là
vẫn còn có khả năng và Nga tiếp tục tấn công nữa. Thành ra đừng có ngủ quên những tháng, đừng nghĩ như vậy mà lơ là trong vấn đề bảo vệ phòng thủ nước của mình, thưa các vị. Và chúng tôi vẫn cập nhật tiếp theo một cái bản tin khi mà chúng tôi đã cập nhật trước đó. G7 đã không có đồng ý trả cái khí đốt cho Nga bằng cái tiền rúp, khi mà tất cả những liên minh châu Âu đã coi như là trừng phạt Nga bằng cái vấn đề kinh tế là bằng hệ thống ngân hàng SWIFT. Thì Nga cũng đã lên tiếng và nói rằng chỉ chấp nhận tiền thanh toán khí đốt cho liên minh châu Âu bằng đồng rúp, bất chấp là cái khối G7 này có lên tiếng phản đối hay không. Và coi như là theo như là cái người phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov, ông nói khí đốt chỉ có thể được thanh toán bằng đồng rúp thôi. Và những cái công ty này phải hiểu rằng hiện tại cái tình hình đã thay đổi do cái cuộc chiến kinh tế đã chống lại nước Nga. Thì tuần trước thì Tổng thống Vladimir Putin ông cũng cho biết rằng là Nga cũng sẽ chỉ chấp nhận thanh toán những cái khí đốt bằng cái đồng rúp đối với những cái quốc gia mà đã lên tiếng coi như là chống lại Nga. Và những cái nước này đã áp đặt lên lệnh cấm vận, trong đó có cả Hoa Kỳ và các nước thành viên Liên minh châu Âu, Anh, Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và kể cả Ukraine. Thì đây là một trong những cái biện pháp trừng phạt của phương Tây để nhắm vào Moscow khi mà Nga đã đem quân xâm lăng vào Ukraine. Thì Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố rằng là cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga. Nhưng mà Liên minh châu Âu trong cái thời điểm này hiện tại phải nhận đến 40% khí đốt của Nga trong cái năm 2021 thì vẫn tiếp tục phải duy trì cái hợp đồng này, khí đốt đối với Moscow. Thì Bộ trưởng Kinh tế của Đức là ông Robert Habeck đứng đại diện cho G7 cho rằng là những cái tuyên bố mà nhóm đã lên tiếng từ chối bằng đồng rúp, đây là một trong những cái hành động mà Nga đơn phương vi phạm những cái thỏa thuận sẵn có đã ký trước đó. Và ông cũng đã kêu gọi những cái công ty năng lượng là không có tuân theo yêu cầu của Tổng thống Nga. Thì Ngân hàng Trung ương của Nga cũng như là Tập đoàn Năng lượng Nga, Gazprom của Nga đã dự trình là sẽ đệ lên cho ông Putin cho phép thanh toán khí đốt bằng đồng rúp vào ngày 31 tháng 3 cuối tháng này. Nhưng mà tính tới cho tới ngày 27 tháng 1 vừa rồi thì 58% lượng khí đốt của Gazprom đã được bán châu Âu cũng như là những cái nước khác và được thanh toán bằng đồng euro. Trong khi đó thì 39% là được thanh toán bằng USD. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà động thái của những nhà phân tích nói rằng là Nga cũng đang nỗ lực để nhằm gây áp lực lên châu Âu để nhằm trả đũa những cái biện pháp mà đã cấm vận lại cho nước Nga. Và với những cái lệnh trừng phạt đối với ngân hàng của Trung ương Nga và phương Tây cũng đã đóng băng tài khoản của Nga lên đến là khoảng 300 tỷ Mỹ kim. Đây là một trong nửa, coi như là một nửa dự trữ quốc tế của Nga trong những cái ngân hàng đó. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa thưa quý vị là ông Zelensky nói là chưa chắc là Nga đã thành thực là muốn rút quân ra khỏi cuộc chiến này đâu. Tại vì ngay cùng một ngày đó thì là một quả hỏa tiễn đã phóng vào cái tòa nhà của Mykolaiv, tòa nhà chính phủ Mykolaiv Building. Một cái nhà này, tòa nhà này đã bị một cái lỗ thủng rất là lớn, nếu mà không biết là có thể lỗ thủng rất là lớn. Rất tiếc là chúng tôi không có thể trưng được cái hình ở đây lên. Thì cái quả hỏa tiễn này bắn cắm vào cái tường của tòa nhà quốc hội của cái thành phố đó, cái là Mykolaiv. Đó, trong cùng một ngày mà hai bên đang thảo luận với nhau thì nó vẫn tiếp tục cho hỏa tiễn bắn vô Hoa Kỳ, bắn vô Ukraine. Thành ra khi mà chúng tôi thấy là cái vấn đề mà Nga mà điều đình đánh đầm đàm y chang cái kiểu của Cộng sản, tức là lúc nào mà cảm thấy yếu thế thì đàm luận, rồi khi mà lợi dụng cái hở mà bên đối thủ mà lơ là cái lập tức là tiến công đánh, cái đó là cái kiểu của chiến thuật cộng sản đó. Nên nó không thể nào tin được cái vấn đề mà Nga sẽ rút lui toàn diện ra khỏi chiến này đâu. Chắc chắn là sẽ có cái đòi hỏi gì mà chúng ta sẽ chờ rồi có báo cáo quý vị biết sau. Và trong khi cái vấn đề mà Nga đã lên tiếng bác bỏ về cái vấn đề mà G7 là nói rằng là sẽ không trả bằng cái đồng rúp, thì Liên minh châu Âu cũng đã có một những dự đoán rằng là cái thời điểm sẽ coi như từ bỏ cả cái vấn đề khí đốt của Nga. Nhưng mà cái thời điểm này sẽ được kéo dài cho tới năm 2027 thì cũng còn khá lâu, khoảng 5 năm nữa. Thì theo như là người phát ngôn viên của Liên minh châu Âu đã nói rằng cái vấn đề mà giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong vòng 1 năm cũng như đặt mục tiêu là có thể mà tự chủ được cái vấn đề nguồn năng lượng này sẽ vào năm 2027. Và đây là một mục tiêu mà Liên minh châu Âu đề ra và được những cái nhà lãnh đạo trong khối cũng đã phê chuẩn trong cái hội nghị thượng đỉnh ở Brussels. Thì Ủy ban châu Âu cũng dự trình là một cái kế hoạch gọi là Repower
EU, có nghĩa là tái cung cấp năng lượng cho Liên minh châu Âu vào cuối tháng 5 này, để mà có thể giúp cho châu Âu không có phụ thuộc vào cái nguồn nhiên liệu hóa thạch của Nga và bắt đầu bằng cái từ khí đốt. Thì vào ngày 25 tháng 3 vừa rồi thì Liên minh châu Âu cũng như là Hoa Kỳ đã ký một cái thỏa thuận để mà cung cấp thêm khí đốt từ Washington cho châu Âu, để mà có thể giúp cho châu Âu giảm cái nguồn lệ thuộc này. Thì Hoa Kỳ đã nói rằng đây làm việc với những cái đối tác quốc tế và cố gắng để đảm bảo ít nhất là sẽ có khoảng 15 tỷ mét khối khí đốt hóa lỏng cho thị trường Liên minh châu Âu vào năm nay, cũng như là tiếp tục tăng trong tương lai sắp tới. Và cái mục tiêu dài hơn là cái vấn đề thỏa thuận sẽ đảm bảo khoảng 50 tỷ cái mét khối khí từ Hoa Kỳ sẽ được chuyển tới Liên Âu trong mỗi năm, và ít nhất là đến tận năm 2030 để cho Liên Âu có thể mà độc lập về cái vấn đề khí đốt của mình. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cái vấn đề này khi mà Bộ trưởng của Đức đã nói rằng công bố cái kế hoạch để mà có thể nhanh chóng cắt giảm cái nguồn năng lượng đối với Nga. Nhưng mà hiện tại thì cái vấn đề mà hậu quả của cái nếu mà cấm vận dầu khí của nước này mà ngay lập tức mà Nga đã làm ra thì sẽ rất là gây khó khăn cho Liên Âu trong cái thời điểm này. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi và cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, và cũng rút kinh nghiệm từ các cuộc chiến khác, cũng như rút kinh nghiệm về cái vấn đề mà học hỏi, nghiên cứu về các chiến lược chiến thuật của Nga, của Cộng sản ấy. Thì bây giờ Âu Châu đã khám phá thấy rằng là ở trong những cái hàng ngũ, những người nhà ngoại giao của Âu Châu có rất nhiều tiền gián điệp. Tên gián điệp nằm vùng này, tức là coi như là tên chỉ điểm đó theo quân sự, là giống như là những tiền trần sát đề lô, tức là những người mà đứng chỉ cái điểm nào để mà bắn vào chỗ nào đó. Thì những tay mà Cộng sản gián điệp này nó nằm đầy ở trong cái bộ ngoại giao của Nga ở cửa sau Âu Châu. Do đó Âu Châu vừa rồi mới trục xuất một loạt tất cả những cái kẻ mà gọi là Russian espionage, rồi là tất cả gián điệp đó của Nga đã được cài vào trong các tòa đại sứ của Âu Châu. Thì một số người đã bị mời về nước. Có lẽ là đây là con số rất là lớn, tại vì chúng tôi vừa mới kiểm điểm thì thấy là Hòa Lan đã nói là sẽ expel 17 người Nga. Hòa Lan đã cho 17 người này đi về nhà được gà cho vợ đi, còn Mỹ thì sẽ là reject luôn 21 tên. Còn Czech Republic thì là 72 cho tất cả những nhân viên ngoại giao của Russia là 72 giờ để rời khỏi cái đất nước này. Còn Ireland nói là 4 cái người mà kêu là cao cấp nhất của Nga đó là phải rời ngay đất nước này trong vòng 24 giờ, thôi là nhanh. Rồi North Macedonia cũng thế, cũng là expel luôn tất cả những người nhân viên ngoại giao của Nga. Poland thì là expel 45 người rồi. Thì do đó thì chúng ta thấy là ở các quốc gia mà châu Âu bây giờ đang đồng loạt cái là đuổi tất cả những nhân viên ngoại giao của Nga về nước, không cho bọn chúng ở lại để mà điều tra tin tức rồi gửi những tin tức nóng hổi về cho Kremlin, để từ đó là có thể xác định một cái chiến thuật mới tấn công Ukraine toàn bạo hơn nữa, hoặc là tấn công ngay cả cái quốc gia láng giềng nữa. Thì đây một hành động thực tế và tôi thấy là rất là hoan nghênh những nhà lãnh đạo của Âu Châu đã sáng suốt nhìn được vấn đề. Dạ, và chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống bằng tường VNTV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.